Xin chào các bạn, mình là Thùy Trang. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về cái việc mà đi du học Úc. Dạo gần đây thì Trang có nghe một số bạn hay là những phụ huynh nói là đi du Úc thì chỉ cần có tiền, có tài chánh là đi được thôi, không cần xét về học tập. Thì theo Trang nghĩ là như vậy. Úc thì nó rất là, nó khó không khó và nó dễ thì cũng không dễ, miễn sao là hồ sơ của mình có thể đáp ứng đủ điều kiện đối với lãnh sự quán thì thôi. Nhưng về phần tài chính thì không phải có tiền hay là có sổ tiết kiệm sẵn thì có thể đi du học được. Lãnh sự quán họ muốn mình chứng minh được cái nguồn tiền đó từ đâu ra. Có một phụ huynh nói với Trang là hiện tại là tôi có sổ tiết kiệm 4-5 tỷ rồi, thì tôi lấy cái sổ tiết kiệm đó để chứng minh cho con tôi đi du học cũng được vậy. Như vậy, sổ tiết kiệm mặc dù là Trang biết là phụ huynh có đủ số tiền đó để lo cho con đi du học tận 4-5 năm ở bên đó, nhưng lãnh sự quán họ muốn biết được là cái nguồn tiền đó từ đâu ra. Không phải là chỉ có sổ tiết kiệm thôi thì đủ. Vì sổ tiết kiệm đó thì các bạn chúng ta có thể rút ra lúc nào cũng được, nhưng cái nguồn vốn hàng tháng, cái dòng tiền ra vào hàng tháng thì cái đó là cái nguồn thu nhập ổn định của mình. Cho nên là lãnh sự quán họ sẽ tin vào những cái giấy tờ về tài chính của mình hơn là cái sổ tiết kiệm. Thứ hai nữa là về việc bán nhà. Có phụ huynh nói với Trang là tôi có thể sang cái căn nhà đó hoặc là miếng đất đó cho người thân của tôi để sau này khi mà con tôi đi du học rồi thì có thể sang nhượng lại cái đó cho tôi, hoặc là họ bán cho người quen của họ. Ok, đúng, việc này đúng, vì lãnh sự quán họ cho phép mình bán tài sản của mình để lấy tiền đó bỏ vào sổ tiết kiệm cho con mình đi du học. Nhưng một khi mà mình đã bán thì cái việc bán đó nó phải minh bạch và nó phải rõ ràng, chứ không phải là mình bán trên giấy tờ giả không có. Và cái việc bán đó thì mình cũng phải có được những cái giấy tờ chứng minh là mình đã bán thật sự. Ví dụ như là có những giấy tờ mà mình đóng thuế thì những cái giấy tờ đó sẽ chứng minh được việc mình có bán nhà hay không. Vấn đề thứ ba nữa là có học sinh hỏi Trang là em có bạn của mẹ em ở bên Úc bảo lãnh tài chính cho em đi du học, như vậy thì có được hay không? Thì Trang muốn giải thích luôn là về trên mặt giấy tờ về mối quan hệ thì người đó không thể bảo lãnh cho học sinh được, vì người này không có bất kỳ mối quan hệ nào với bạn hết. Vì những cái người mà có thể bảo lãnh tài chính cho bạn á, những cái người đó phải là ba mẹ, anh chị em trong gia đình, hoặc là anh chị em ở bên hai bên nội hoặc ngoại của mình, hoặc là anh hoặc là cô dì chú bác gì đó. Nói chung là có thể chứng minh được mối quan hệ thì những người đó sẽ có thể bảo trợ tài chính cho mình. Còn mà người mà bạn của mẹ, mặc dù là biết là khi mà bạn đi qua đó thì họ có thể lo tài chính cho bạn về thực tế thì ok, nhưng trên giấy tờ thì lãnh sự quán họ sẽ không cho. Cho nên là các bạn lưu ý cái này, tại vì vấn đề này cũng có nhiều người hỏi Trang rồi. Và cũng có xuất hiện nhiều tranh cãi về cái vấn đề này. Về mảng thứ hai là Trang muốn nói về mảng học tập. Như hồi nãy là Trang có nhắc đến trên cái tiêu đề á, là có người nói là đi du học Úc chỉ cần tài chính thôi, không cần xét về học tập. Thì Trang xin đính chính luôn, đã nhắc đến hai chữ đi du học thì đương nhiên lãnh sự quán họ sẽ xét việc bảng điểm và thành tích học tập của các bạn đầu tiên. Cho nên là điểm học tập của các bạn thì cũng đừng có để quá tệ. Đừng có để quá tệ, và ít nhất thì cũng phải từ trung bình khá trở lên. Thì như vậy thì cái hồ sơ của mình sẽ, cái tỷ lệ đậu visa nó sẽ cao hơn và cái việc xin trường nó cũng dễ dàng hơn cho mình. Và vấn đề thứ hai mà nhiều bạn gặp phải đó là cái khoảng trống thời gian. Tức là những khoảng thời gian mà mình không có đi học hay là đi làm cái gì hết. Thì cái việc mà khoảng trống này cũng rất là quan trọng, tại vì lãnh sự quán họ sẽ xem xét cái quá trình học tập và làm việc của mình có liên tục hay không, hay là mình có bị gián đoạn hay không. Và nếu có bị gián đoạn thì phải nêu được cái lý do chính đáng với lãnh sự quán. Vì họ, nếu mà lãnh sự quán họ sẽ không tin là nếu mà mình không đi học hay là không làm gì hết mà bất ngờ mình lại muốn đi du học thì dĩ nhiên là lãnh sự quán họ sẽ không tin rồi, đúng không các bạn? Tại vì lúc đó thì họ nghĩ là mình có thể vào đó mình đi làm hay là mình với mục đích nào đó chứ không phải là đi học. Tại vì bên đây mình đâu có học hay là đâu có làm gì đâu mà tự nhiên lại muốn đi du học bất ngờ như vậy. Thì cho nên các bạn muốn mình đạt được cái tỷ lệ visa cao thì các bạn phải cân bằng giữa tài chính và học tập, chứ không phải là có đủ tài chính thì có thể đi du học được các bạn nhé. Hôm nay thì Trang chỉ nói về cái việc tài chính và học tập này thôi. Hẹn gặp các bạn vào tập sau nhé. Có
công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.